Thường người ta nghĩ hồi đó đánh một cái, giờ đánh lại một cái là huề. Thực ra không có huề, vì cái quả này còn là nhân quả sau nữa. Hột lúa hôm nay là quả của hột lúa ngày trước, là nhân của hột lúa ngày sau. Như vậy nó luôn chuyển hoài, chỉ khi nào lòng mình dứt, cởi mở bằng lòng, thôi thì mới hết đặng. Một người con bất hiếu với cha mẹ, con của người đó bất hiếu lại, mà nếu nó không tội là loạn, lấy gì làm tiêu chuẩn tội phước? Tội phước hết là do lòng mình cởi mở hết. Thí dụ như bây giờ mình không quán, cởi mở hết, dù mình bị oan ức việc gì đó, thì kẻ thù kia không bị mình trả, nhưng họ phải tự trả. Con chim đâu bắn lại thằng nhỏ. Do đó, nếu mình tự dứt ở lòng thì phần mình dứt. Còn nếu đối phương tự ôm lòng oán hận thù thì họ tự trả một mình và có nhiều cách trả. Ngay cả Đức Phật là người phước duyên đầy đủ, nhưng duyên báo đến cũng phải tự trả. Có lần Phật nhức lưng, người ta hỏi lý do tại sao thì Phật cho biết như vậy. Hồi trước, có lần Ngài đầu thai sanh trong dòng võ sĩ chuyên đánh đài. Một hôm võ sĩ đối thủ thương lượng với Ngài giờ thua đi, hắn sẽ để tiền độ cho ăn. Hợp đồng xong, đến chừng xong trận đấu, hắn không giữ lời hứa, lấy hết tiền độ không chia cho Ngài. Sang năm sau, hắn cũng quỵt của Ngài nữa. Qua năm thứ ba, hắn cũng thảo luận, nhưng Ngài không chịu, bảo thân ai nấy giữ, không giả thua để hắn ăn nữa. Trận này, Ngài quăng hắn xuống đất gãy xương sống chết. Vì vậy, Ngài bị đọa địa ngục một thời gian lâu, trả quả. Cho đến giờ đã chứng quả Như Lai rồi, mà còn dư báo bị hành nhất lưng. Tóm lại, nghiệp của thân với khẩu thì trả về cho thân, gọi là nghiệp chướng, tức là cái khổ làm cản trở việc tu hành hay hạnh phúc của mình. Còn tâm trả về cho ý, gọi là phiền não chướng, làm cho lòng mình buồn bực khổ sở, trả về tâm thần. Thân tâm thì ảnh hưởng lẫn nhau, như đã nói lúc nãy. Lỗi thân thân chịu giải dầu, lỗi lòng lòng chịu âu sầu mê man. Âu sầu mê man là phiền não chướng, còn thân chịu giải dầu là nghiệp chướng. Tuy riêng nhưng chúng ảnh hưởng lẫn nhau. Thân lao khổ bất an lòng dạ, mình bị nghiệp chướng lòng có vui gì đâu. Lòng âu sầu thân thể mòn hao, thân không đau nhưng tâm hồn rầu buồn quá cũng dày mòn cơ thể. Mỗi một nghiệp báo gồm có y báo và chánh báo. Y báo là hoàn cảnh xã hội, là các môi sinh. Thí dụ mình sinh ở đây không may bệnh hoạn hay nghèo khổ đi nữa, mà y báo mình cũng hưởng được dòng sông nước ngọt Cửu Long Giang này, cây lành trái ngọt, trên cơm dưới cá. Mình hưởng chung những y báo này, còn bản thân mình thì nghèo. Chánh báo là trả cho bản thân, còn y báo là hoàn cảnh xã hội, là cộng nghiệp. Làm ăn mày vùng Hậu Giang này cũng sướng hơn làm người dân xứ Iraq. Ban ngày nóng 40 mấy độ, còn ban đêm thì tuyết rơi, gọi là thời tiết khắc nghiệt vùng Trung Đông. Mình hiểu được vậy để sống an vui với hạnh phúc hiện có. Tất cả việc lành dữ mình gây ra đều có nghiệp. Cái nghiệp cũng như cái nếp, mình kéo ra nó thẳng, buông lại nó nhăn, y cái nếp gọi là nghiệp. Mình tạo ra nhân lành dữ có cái nghiệp. Nghiệp có sức mạnh gọi là nghiệp lực, đem lại cho mình hạnh phúc hay khổ đau. Bởi vì cuộc sống hiện tại là do nghiệp lực của riêng mình, chứ không phải do trời hay Phật hoặc vua chúa gì cho được. Dầu vua chúa có ban là do nghiệp lành mình chiêu cảm. Ông vua Ba Tư Nặc thí nghiệm nhiều việc thật độc đáo. Hôm đó nhằm ngày đãi tiệc trong hoàng cung, các công chúa tụ họp lại rất đông. Nhà vua bèn hỏi: "Các con được hạnh phúc như vậy là nhờ ai?" Các công chúa trả lời: "Nhờ phụ hoàng và mẫu hậu. Nhờ phước đức của phụ hoàng và mẫu hậu mà các con mới được như vậy." Riêng có một cô công chúa đáp rằng: "Con nghĩ là nhờ cái nghiệp lực của con." Nhà vua nghe qua không ưa, không chịu câu nói đó. Một hôm nhà vua gặp một cậu công tử cha mẹ chết sớm, chỉ lo ăn chơi, làm tan quan sự nghiệp hết. Cậu ta làm không đủ sống đến mức phải đi ăn xin. Nhờ dáng công tử nên thân không đến nỗi xác xơ. Vua Ba Tư Nặc kêu gả công chúa cho cậu công tử đó, cho của hồi môn, theo chồng, theo tục cổ xưa của người Ấn Độ. Nàng công chúa ôm của hồi môn của vua cho theo chồng. Nàng hỏi chồng: "Anh có giường đất gì không?" Chồng nàng đáp: "Bán sạch hết rồi, chỉ còn một miếng đất rộng nhưng cằn cỗi nên người ta chê không ai chịu mua hết."
Công chúa nói, thôi, mình về đất nhà kiến tạo lại đi. Vợ chồng về nhà mướn nhân công làm lại miếng đất, bất ngờ đào gặp một số vàng lớn. Công chúa dùng số vàng ấy cất lên dinh thự. Về danh nghĩa đó là dinh của Phò Mã chứ không phải thường. Vợ chồng làm nên sự nghiệp hết sức lớn lao. Phần vua cha tuy vậy chứ không bỏ con được, cho người theo dõi con xem cuộc sống thế nào. Thấy con quá giàu có, vua cha hỏi thì công chúa cũng đem câu chuyện y vậy kể cho vua nghe. Vua bèn hỏi Đức Phật thì Phật trả lời, đúng vậy, người ta sống theo nghiệp của mình, không phải vua ban hay trời làm mà được. Tự nhiên nó như vậy. Vua Ba Tư Nặc còn thử nghiệm nhiều việc táo bạo. Hôm đó ông đang ngủ trưa, thức dậy nghe hai tên lính cận vệ gác ngoài cửa nói chuyện. Tên thứ nhất nói, đời tao sống nhờ vua, vua nuôi dưỡng tao nên tao theo phụng sự vua, sống nhờ với vua. Tên lính thứ nhì nói, tao nghĩ không phải vậy, con người sống là do nghiệp lực của mình, chứ ai mà ban bố cho mình được. Ông vua muốn ban thưởng cho người lính thứ nhất, nhưng ban thưởng một cách kín đáo không cho ai biết. Vua nói với hoàng hậu, trưa nay tên lính nào đem đến nửa chai rượu của ta cho hoàng hậu dùng bữa thì hậu cho nó tiền bạc gấm dốc cho nhiều, đặng vợ con nó lập nghiệp sinh sống. Trưa hôm đó, vua dùng cơm xong liền đưa nửa chai rượu cho tên lính thứ nhất và bảo đem đưa cho hoàng hậu. Không cho biết việc gì cả, mà hoàng hậu cũng không biết lý do nào vua ban thưởng cho tên lính. Tên lính thứ nhất xách chai rượu ra cửa thì bỗng dưng say sẩm chóng mặt, chảy máu cam không đi được. Hắn bèn kêu bạn lại nói, mày xách giùm tao chai rượu đem đưa cho hoàng hậu đi. Hoàng hậu bèn lấy vàng bạc gấm dốc giải sồ cho nó, bảo đem về cho vợ con xài. Vua thử một cách kín đáo như vậy. Thời gian sau nghe lại, tên lính được thưởng là tên lính thứ nhì. Tên lính nói sống nhờ nghiệp chứ không phải tên lính thứ nhất. Vua giận mới kêu tên lính thứ nhất lại hỏi, ta sai ngươi, tại sao ngươi lại sai ngược lại bạn của ngươi vậy? Tên lính thứ nhất thưa, dạ thưa, con không dám như vậy đâu, vì vừa bước ra khỏi cửa con bị say sẩm chóng mặt, sợ trễ bữa ăn của hoàng hậu nên con mượn bạn con đi thế dùm. Vua đem việc đó nói với Phật. Phật nói, đúng vậy, nó sống do nghiệp nó chứ không phải vua ban hay trời Phật ban mà được. Vậy nghiệp lực nó giúp cho mình tiến bộ hay làm cản trở đường tiến hóa của mình, như nghiệp chướng và phiền não chướng. Phần 9. Sự nặng nhẹ của nghiệp thiện ác. Nghiệp mà mình gây ra cũng có nặng có nhẹ. Bất cứ nghiệp gì của mình gây ra, lành hay dữ, đều có nặng nhẹ và phân ra làm ba: thượng, trung, hạ. Nghiệp lớn, nghiệp vừa và nghiệp nhẹ hơn hết. Ba cái nghiệp thượng, trung, hạ đó, mỗi cái còn phân ra làm ba lãnh vực là ngoại cảnh, nội tâm và thời gian khởi tâm. Còn có vấn đề nữa là có khi ý nặng mà thành quả nhẹ. Người ta muốn thuốc chết hết cả nhà, kẻ thù lén để thuốc độc vô đồ ăn nhưng khiến chủ nhà chưa ăn, con chó nhảy vô ăn bị chết nên chủ nhà phát giác ra không ăn bữa cơm đó. Cái ý rất là nặng mà thành quả nhẹ. Còn đôi khi ý nhẹ mà thành quả nặng. Mình luyện cái tô bể qua cửa sổ, chẳng ngờ chúng người ta bể đầu. Học hiểu sự nặng nhẹ của nghiệp để mình biết rõ nhân quả. 1. Ngoại cảnh. Lấy thí dụ đơn cử việc sát sanh, nghiệp sát để làm đại diện cho tất cả các nghiệp khác. Nếu mình sát lớn thì tội lớn, mà sát nhỏ thì tội nhỏ. Mình sát hại bậc đại phước điền là bậc chân tu hay người ơn, cha mẹ của mình thì tội lớn lắm. Nếu mình giết một con vật thì cái ác nó ít, mà nếu mình giết cha, giết mẹ thì cả thế gian nguyền rủa. Việc đó lớn chứ không phải tánh mạng ai cũng vậy. Giết một người thù,
một tên giặc cướp đất nước của mình nó khác, còn giết một người ơn, tội lớn hơn. Đó là đối về ngoại cảnh mà Phật gọi là những bậc đại phước điền, người chân tu, người ơn của mình. Người có phước đức lớn mà mình hại người ta là tội lớn, còn giết đồng đẳng chúng sanh thì tội bậc trung, và giết hạ đẳng chúng sanh thì tội bậc hạ. Giết con chó thì tội không ngang với giết cha mẹ được. Cho nên phần ngoại cảnh tác động vào thượng trung hạ của nghiệp như sau: giết lớn thượng đẳng chúng sanh thì tội lớn, giết vừa đồng đẳng chúng sanh thì tội vừa, giết nhỏ hạ đẳng chúng sanh thì tội nhỏ. 2. Nội tâm. Về phương diện nội tâm thì có sân hận, cố ý giết là tội lớn. Không sân hận mà cố ý giết thì tội bậc trung. Như một người đi lính vì bổn phận chống trả kẻ xâm lăng, chớ lòng không sân hận, cũng cầm súng giết giặc, vậy thì tội bậc trung. Một người giận con chó phan cây ngay nó, người ấy tại giận mà phan, chứ không biết rằng cái phan đó làm con chó chết, thì tội bậc trung vì không tính giết nó. Vô tâm mà ngộ sát thì tội bậc hạ. Đây là phần nội tâm và thượng trung hạ của nghiệp. Có người không sân, không cần cố ý mà gặp con gì cũng giết, chặt đuôi, cắt cánh. Đó là do tâm thuần ác rồi, không đợi đến sân mới làm. Bởi do tánh quen rồi, đó là tội nặng. Tuy nó là nội tâm không sân mà cũng không cố ý, tại tâm quen thuần ác nên gặp là giết. Còn gặp người khác hay giúp đỡ gọi là thuần thiện. Tuy nội tâm không cần vận dụng tâm ý cho lắm, nhưng thuộc về thuần nên tội lớn mà phước cũng lớn. Còn vô tâm mà ngộ sát là tội bực hạ. Xe hơi lỡ cán người ta chết án có mấy tháng, còn người cố ý đâm người ta chết án tới mấy chục năm. Đó là sự việc thực tế chứ không thuộc về giới luật hay tôn giáo gì cả. 3. Thời gian khởi tâm. Về việc làm, nếu cố ý và vui với thành quả thì tội lớn. Thí dụ như mình tổ chức một cuộc đi săn, bước đầu ai cũng hăng hái hết, rồi khi săn được mồi nhiều rất mừng và vui vẻ ăn tiệc nữa. Nếu vui với thành quả sát hại thì tội lớn. Lúc đầu cố ý nhưng sau hối hận thì tội bực trung. Lúc đi săn ai rủ cũng mừng, nhưng giết con mồi rồi nghĩ lại tội, hối hận thì tội giảm đi phân nửa. Còn vô tâm ngộ sát mà sao lại hối nữa thì tội nhẹ hơn hết. Mình vô tâm đụng người chết hay đạp con vật gì chết, sao mình hối tiếc tự nhủ phải mình cẩn thận chút nữa thì đâu xảy ra chuyện đáng tiếc này, thì tội nhẹ nhất. Đây là đơn cử nghiệp sát. Còn tất cả các nghiệp khác cũng vậy, dầu nghiệp ác hay nghiệp lành. Mình làm lành với bậc thượng đẳng chúng sanh như là nuôi cha dưỡng mẹ, giúp đỡ người tu hành hoặc cứu một ông vua thì được phước lớn lắm. Bằng ngược lại, làm ác với bậc thượng đẳng chúng sanh như xúc phạm ông vua thì mang quả lớn. Đối với bậc thượng đẳng chúng sanh, dầu ta làm thiện hay làm ác thì phước và tội đều lớn cả. Chuyện này thì cũng hợp tình hợp lý lắm. Còn đồng đẳng chúng sanh thì phước và tội bậc trung, hạ đẳng chúng sanh thì phước và tội bậc hạ. Đứng về phương diện tha thứ, lấy tâm đức thương xót mà tha thứ cho chúng sanh, hễ ta tha hạ chừng nào thì đức của mình lớn chừng ấy. Mình nói tha cho người lối sớm, chứ mình không tha chưa chắc mình giết họ nổi hay họ giết mình. Còn đối với con vật nhỏ nhen, mình giết nó giờ nào cũng được, nhưng mình thương nó, tha nhỏ lại đức lớn. Còn mình nói tha cho ông vua, chớ chưa biết chắc là ai tha cho ai. Con kiến mình muốn giết lúc nào cũng được, vì nó không có tư cách pháp nhân. Nhưng mình không nỡ, mình phủi nhẹ cho nó đi, chớ giết nó thì dễ dàng. Có đức lớn làm việc nhỏ này mới được. Nó có chiều ngược chỗ này. So sánh giữa nghiệp sát và tâm đức, ta thấy trái ngược nhau. Sát lớn thì tội lớn, sát nhỏ thì tội nhỏ, tha nhỏ thì lại đức lớn. Một người bằng mình, ngang hàng với mình, nói tha không giết thì chưa chắc là ai tha ai. Hiểu được sự nặng nhẹ của nghiệp sát, nghiệp lành dữ này giúp cho mình biết làm sao cho nhẹ bớt lại, đỡ đi dầu cũng làm y như họ vậy. Hai người lính cùng đi đánh giặc, một người thì cố ý nóng giận, có khi giết được giặc rồi còn mổ bụng nữa. Bề nào tên giặc cũng chết rồi, nhưng cái ác của người đó lớn. Còn một người cũng đánh chết giặc như vậy mà không có ác tâm thì tội nhẹ hơn.
biết sự nặng nhẹ để tránh hoặc làm nhẹ bớt các nghiệp lỡ làm ra. Thí dụ mình vui vẻ đi săn với người khác, săn rồi thấy một đống chim hay đống thú chết, mình cảm thấy đau lòng và hối hận về việc đi săn vừa qua thì tội nhẹ lại. Có người thắc mắc hỏi, ăn một con cá lớn và một tô tép nhỏ thì cái nào tội hơn? Đây bác hai không trả lời, nhưng bác cho biết là sát lớn tội lớn, sát nhỏ tội nhỏ, sát ít tội ít, sát nhiều tội nhiều. Trong nghiệp sát còn có vấn đề tinh thần nữa. Nếu ta giết loài hiền hoặc khôn ngoan thì tội hơn là giết loài ngu đần hoặc hung dữ. Mình giết một người tu và một tướng cướp thì hai vấn đề đó khác nhau hẳn. Kẻ hung dữ nếu mình giết thì tội ít hơn là người hiền lương. Loài thú cũng vậy, nếu loài nào tiến quá nhiều mà mình giết thì tội nhiều vì nó biết đau khổ nhiều. Có câu chuyện vào mùa hạn, một nhóm người đi đồng dưới lung cạn, lá sen nằm xốp lớp, lại có một lá cứ phập phồng lên xuống. Nhóm người nọ nghi mới lấy chĩa xơm xuống thì bắt được một con sấu trắng tươi nằm sâu khoảng 2 thước. Con sấu này nằm trầm dưới sâu đặng tu. Họ bèn kéo sấu về làm thịt ăn. Về sau số người ăn thịt sấu thì tan quan hết, có người chết, có người đi biệt xứ. Số người này ăn nhầm con sấu tu tiến quá lên nên tội lớn. Cũng như vậy, nếu người ơn của mình hoặc bậc thượng đẳng, bậc hiền lành mà mình xúc phạm tới thì tội hơn là kẻ dữ, kẻ ác. Phần 10. Quân tập chủng tử. Hành động là sản phẩm của tư tưởng, là kết quả của ý tưởng mình. Vì vậy, nếu mình thay đổi các tư tưởng tốt, bỏ các tư tưởng xấu thì gọi là quân tập chủng tử. Quân tập chủng tử gồm có quân sanh, quân trưởng và hiện hành. Quân sanh là mới khởi ý tưởng, quân trưởng là ý tưởng đó chín mùi, và hiện hành là thực hiện việc đó. Thí dụ như mình thấy người ta tu hiền lành mà thảnh thơi an vui, hiện giờ mình chưa tu, mình thấy thích thì đó là mình quân tập chủng tử tốt trên đường tu chứ chưa tính tu. Việc đó lặp đi lặp lại hoài, mình có ý tưởng khi nào rảnh sẽ tu. Khi quân trưởng đã lớn lên, ý chí được nung đúc nhiều lần, ý tưởng đã chín mùi, hột giống đã già rồi, thì sinh ra hiện hành là mình đi tu. Lúc đó quân sanh và quân trưởng trở thành hành động. Mình thấy việc gì mà có ý muốn là khởi quân tập chủng tử. Khi nãy nói đến thiện ác là nhân sanh quả, bây giờ nói sâu hơn, sở dĩ mình làm việc đó tại vì có chủng tử quân tập trong tâm hồn mình. Quân tập một lần thì chưa thành quả, mà phải nung đúc trưởng thành lên mới sinh ra hiện hành, tức là hành động kết quả của tư tưởng của chủng tử. Hiện hành rồi thì việc này nó trở thành nhân, rồi hậu quả của hiện hành là quả. Nhân quả liên tục như con gà đẻ ra trứng gà, rồi trứng gà nở ra con gà, không việc nào trước, việc nào sau, liên tục hoài, không chấm dứt. Sở dĩ có quân tập chủng tử là do cảnh sanh tâm. Có một ông bị bắt giam, thấy cảnh tù đài mới nhớ lại tại mình phạm pháp giờ phải bị tù. Nếu mình tu hiền như mấy người bạn hiền, giờ lo học đạo, làm rẫy bái yên vui, đâu phải lo cải sửa. Đó là cách quân tập chủng tử do cảnh sanh tâm. Chủng tử này lớn dần chín mùi, sau đó ông này quyết định đi tu, tức sinh ra hiền lành, tức tâm sanh cảnh. Hai việc này trái ngược nhau, lúc trước cảnh sanh tâm, còn giờ là tâm sanh cảnh. Mình mến đạo quá, nhất định ngày nào đó mình sẽ đi tu. Hai người ăn trộm đều bị bắt bỏ tù. Một người thì nghĩ tại mình đi theo con đường xấu, nếu tu thì đâu phải như vậy, giờ phải cải sửa lại, đó là quân tập chủng tử tốt. Còn người kia nghĩ mình dở, đi không khéo, lựa không đúng giờ và điều nghiêng không kỹ nên mới bị bại lộ. Sao phải điều nghiêng lại cho kỹ? Họ cũng quân tập chủng tử, nhưng đây mới chỉ là hạt giống, thực ra cũng là kết quả của quá khứ, của quá trình của mình. Mình có tâm hướng thiện hay tâm hướng ác thì ngay giờ mình quân tập chủng tử cũng theo hướng đó vậy. Cũng nói trong chiều sâu, người tu nếu lưu tâm đến quân tập chủng tử sẽ khỏi bị kết quả xấu. Đó cũng là lý do chuyển họa thành phước. Tuy ở trong tai họa bị giam cầm hay đau ốm, nhờ quân tập đó mà trở lại con đường lành.
chuyển họa làm may hay chuyển họa làm phước là vậy. Hoặc ngược lại, trong cái phước đó mà thành họa, như hồi trước mình làm việc phước, giờ giàu có, tính gì được nấy, làm gì thành công đấy. Trong hoàn cảnh đó, mình đâm ra tự đắc, nghĩ mình có tài nên tính việc làm xấu cho mau phát đạt hơn. Người có uy thế và tiền bạc rất dễ làm ác, bởi thế quân tập chủng tử xấu thì chuyển phước thành họa. Tóm lại, tùy theo quân tập chủng tử tốt hoặc xấu mà ta có thể chuyển họa thành phước hoặc chuyển phước thành họa. Giờ ta thử xét xem chủng tử xấu có diệt được hay không. Chúng ta đã biết cách quân tập chủng tử rồi, hoặc tốt hoặc xấu, mà những chủng tử xấu lỡ quân tập rồi, chúng ta có thể diệt được hay không? Trong sách nhà Phật, muốn diệt những chủng tử xấu thì phải luôn luôn quân tập những chủng tử tốt đối nghịch, đối lập với nó, không để nó sinh ra hiện hành. Một là không để chủng tử xấu sinh ra hiện hành, hai là quân tập chủng tử tốt để nó trấn áp lại. Thí dụ, đánh người ta lỡ rồi muốn đổi quả xấu thì khó, chứ còn nghĩ muốn đánh nó mà chưa đánh thì đổi lại được. Nhân quả đổi được ở chỗ nội tâm. Đánh người ta rồi nói về để đổi lại thì không được, nó còn ở trong chủng tử thì dễ đổi. Nếu mình gây nghiệp quả bất lành thì đời đời kiếp kiếp biết khi nào yên được. Mình nên tha thứ nhau bằng cách quân tập chủng tử tốt lại, đối nghịch để diệt chủng tử xấu. Nó quân sanh mà không được quân trưởng thì từ từ hột giống non xấu đó sẽ úng luôn, không thành hình được và không lên được. Khi một chủng tử sanh ra hiện hành rồi thì nó có sức tự biến. Nhiều tự biến giống nhau thành ra cộng biến. Hễ tự biến thì có biệt nghiệp, mà biệt nghiệp thì có biệt quả. Còn cộng biến thì cộng nghiệp, mà cộng nghiệp thì cộng quả. Thí dụ trước kia nhà mình chứa bài, giờ mình quân tập chủng tử lành tốt hơn. Chừng chủng tử sinh ra hiện hành là mình nhất định tu, thì nó có sức tự biến, là ngôi nhà đó không còn gọi là nhà chứa bài nữa, mà gọi là nhà tu. Gia đình đó giờ gọi là gia đình tu hành. Nó có sức tự biến đổi hoàn cảnh của mình đi. Sức tự biến đó thành ra biệt nghiệp của mình, rồi có biệt quả. Nhiều cộng biến giống nhau, tương đồng với nhau sinh ra cộng nghiệp. Cho nên các bậc cứu đời cũng dùng sức tự biến riêng của mình mà gây nên cộng biến. Mình tự làm sáng tỏ đạo đức nơi lòng mình rồi, đem điều đó ra phổ hóa cho nhiều người đồng hưởng ứng, việc đó thành ra cộng biến. Nhiều hiện hành giống nhau, nhiều tự biến giống nhau gây thành cộng biến. Người ta nói xóm đó là xóm đạo, làng đó là làng đạo, xứ đó là xứ đạo, do nó có sức biến đổi. Hễ cộng biến thì có cộng nghiệp và cộng quả. Thí dụ trong việc loạn ly là cộng nghiệp, ai cũng phải chạy, cũng phải tan nhà nát cửa. Nhưng mà trong cộng nghiệp đó nó có biệt nghiệp riêng. Có người chạy đi rồi về trở lại thấy nhà cửa còn nguyên, đồ đạc không thất thoát, không bị thương tích. Có người về tan quan hết sự nghiệp, bị thương tích què quặt tật nguyền. Có người sự nghiệp còn nhưng bị thương tích. Cùng chung một cảnh loạn ly là cộng nghiệp, nhưng trong đó có biệt nghiệp riêng của mỗi người. Cộng nghiệp dung hòa nhau và trả chen với nhau, chứ không phải ai cũng giống như nhau. Bậc siêu nhân cũng dùng sức tự biến của mình để khơi lên sức tự biến của quần chúng. Tự biến làm nên cộng biến để có cộng nghiệp làm thay đổi thế giới, chứ một mình không làm được việc. Thánh nhân cũng thay đổi được thời thế, không phải nhờ ở phù chú hay phép tắc gì, mà nhờ dùng sức cảm hóa tất cả mọi người chung quanh mình, đồng thời có một tư tưởng quan niệm, một đường hướng để gây thành cộng biến đó. Trong 37 phẩm trợ đạo của Đức Phật dạy, có phẩm tứ chánh cần là bốn điều rất cần thiết và cũng rất khế hợp với nhân quả. Việc ác chưa sanh, đừng cho sanh. Mình chưa quân tập thì đừng quân tập, đừng cho nó sanh ra. Việc ác đã sanh, mau đoạn dứt. Lỡ quân tập chủng tử xấu rồi phải trừ, phải mau chấm dứt nó bằng cách quân tập chủng tử ngược lại. Việc lành chưa sanh, hãy mau sanh. Mình chưa có chủng tử tốt, hãy mau quân tập cho có. Có chủng tử tốt mới có việc làm tốt được. Việc lành đã sanh, hãy tăng trưởng. Đã có chủng tử tốt,
hãy phấn đấu làm cho nó tăng trưởng thêm lên. Đây là bốn mục chánh yếu mà Phật dạy trong tứ chánh cần. Nó cũng như nhân quả, mà nhân quả ở chiều sâu, từ tư tưởng sanh ra hành động. Tứ chánh cần này cũng liên quan đến quân tập chủng tử. Chủng tử là hạt giống để sanh ra kết quả tốt. Đến đây bác hai tạm kết luận về nhân quả. Học hiểu tỏ tường luật nhân quả, chúng ta sẽ được những việc sau đây. 1. Không tạo ác nghiệp, dựng chí tu tiến. Mình biết rõ mình là chủ nhân ông, số kiếp của mình thành ra vững vàng, tu tiến không tạo nghiệp ác, vì tạo thì nhận quả khổ. Do đó, dù lợi lộc bao nhiêu cũng kiên quyết không tạo nghiệp ác, dựng chí tu tiến, dù gian nan cách mấy, vì mình biết rõ nhân nào quả nấy. 2. Không tự hào lúc giận thới. Trong lúc mình may mắn, được thời cũng không tự hào, vì mình biết đó là nhân quả, không ỷ lại tài và không tự đắc. 3. Không oán than cơn bỉ cực. Mình tu hiền, không gây gỗ với ai, lúc nào cũng nhịn, mà họ còn mắng mình như vậy cũng là ít. Nếu mình hung dữ, có khi còn xảy ra việc đánh lộn hoặc tới mức nào nữa. Nó lớn về không gian và kéo dài thời gian nữa. Việc nhỏ thành ra việc lớn và kéo dài tới kiếp sau. Mình biết vậy nên vui trả món nợ tiền khiên, vì nó giảm rất nhiều và không phiền trong tâm. Mình thiếu nợ 10 triệu mà chỉ trả 1 triệu là huề thì không còn gì phải mặc cả. Nếu không tu thì không biết trả đến mức nào nữa. 4. Không mê tín dị đoan. Mình biết mình là chủ nhân ông của đời mình rồi nên không mê tín. Con người sống nhờ nghiệp riêng của mình chứ không phải do trời hay vua chúa ban cho được. Chính mình chủ động trong cuộc sống của mình. 5. Biết cách làm giảm quả khổ và tăng quả vui. Về phạm vi trợ duyên, việc tu hiền của mình hiện tại gây thành môi xinh đẹp trợ duyên cho giống lành tăng và hạ giảm giống khổ. Chính cái hạnh kiểm hiền lành của mình sẽ làm giảm quả khổ và làm tăng thêm quả vui. Nếu có bạn lành, không biết tiền kiếp có duyên nghiệp với nhau như thế nào mà bây giờ thấy nhau thương yêu giúp đỡ nhau, thay vì giúp đỡ có 5 phần mà giúp mình tới 10 phần, vì hiện giờ thấy mình hạnh kiểm quá tốt, đó là tăng quả vui và giảm quả khổ. 6. Biết cách xây dựng tương lai theo ý muốn. Biết rõ nhân quả nên mình biết cách xây dựng tương lai bằng cách gieo nhân tốt hiện tại để hưởng quả về sau. Nếu mình trồng ớt mà muốn trổ trái cam thì việc đó không có được. Muốn ăn cam thì gieo cam, muốn ăn ớt thì gieo ớt. Biết xây dựng tương lai theo ý muốn của mình. Học nhân quả xong rồi, chúng ta hãy quyết định trước khi làm điều gì, hãy xem xét đến hậu quả của nó. Ta xem xét việc đó có hậu quả thế nào, rồi hãy bắt đầu làm. Giờ xin bàn luận rộng thêm một hai câu chuyện vui về nhân quả. Có người hỏi bác hai như sau: Bác hai, mình đau rồi mình uống thuốc cho mạnh, không biết có sai việc nhân quả hay không bác? Bác hai trả lời: Nhân quả mình có thể làm tăng giảm, được nói về phần trợ duyên. Bác nói một cách cụ thể hơn: Hồi mình gieo nhân khổ, tại vì mình ngu nên mới gieo nhân ác gặp quả khổ. Giờ mình khôn rồi có thể làm nhẹ lại, vậy nó cũng hợp với lẽ phải, hợp với nhân quả. Mình hiểu rành rành nhân quả, nó có nhiều cái lợi lắm. Mình biết cách xây dựng tương lai, tránh bớt các nghiệp khổ. Nếu có phạm tội, mình cũng biết cách làm cho nó nhẹ đi. Có một quyển kinh kể lại chuyện đối đáp giữa nhà vua và một vị hòa thượng như sau. Vị hòa thượng nói: Mình thông hiểu luật nhân quả, giờ mình có phạm tội nó cũng nhẹ. Vua bèn nói: Vậy những người nào biết luật mà phạm luật thì trẫm không phạt nặng, còn những người không biết luật mà phạm luật thì phạt nặng hơn hay sao? Vị hòa thượng không trả lời câu nói đó mà hỏi lại nhà vua: Một người biết lửa nóng và một người không biết lửa nóng, vậy hai người cùng bọc lửa thì ai phỏng nặng hơn? Người không biết lửa nóng phỏng nặng hơn. Vị hòa thượng nói:
cũng như mình đã học qua sự nặng nhẹ của nghiệp sát, cùng là một công việc mà người tội nặng người tội nhẹ. Do đó học nhân quả có lợi, làm mình tránh bớt đi những nghiệp nặng nề của mình. Ở đời nhiều khi không thể không làm những nghiệp sát. Thí dụ như làm ruộng phải xịt sâu, phun thuốc sát trùng chẳng hạn. Những việc này không tránh được. Nhưng người hiểu luật nhân quả có thể làm giảm đi những quả báo khổ, cái nhân ác của mình. Bác Hai có người bạn là anh Hai làm ruộng, giết cua dữ lắm. Những con cua nào ở trong ruộng ảnh thì ảnh mới giết, còn đi dọc đường gặp cua hay cua ở chỗ khác thì không động tới. Ảnh thường nói nó không dính líu tới mình thì mình giết làm chi, kẹt lắm nó ở trong ruộng mới phá, mới bắt giết nó thôi. Còn có những người cứ gặp cua là đập là bắt, không cần nó ở ruộng ai và từ đâu đến, vì họ quán nó. Thành ra nếu mình biết việc tội phước mà dạng nhất phải làm chuyện tội, thì kẹt lắm cũng làm chuyện đó trong giới hạn nào cho nhẹ bớt đi. Đây là một đoạn văn dần tóm tắt về nhân quả. Ăn chanh muốn ngọt ngào không được, làm dữ mong có phước khó thay. Luật nhân quả rất tự nhiên, gieo hung hung nở, gieo hiền hiền sanh. Hiền sanh mọi việc an lành, hung nở mọi việc tan tành đau thương. Cho nên cần phải hiền lương, dù rằng gặp phải những trường hợp nào. Thanh Sĩ.